Hello everybody. Today I can review the Sun Chung Hang the campus and follow me. Okay. Đây là ký túc xá nha. Bây giờ bọn mình sẽ đi theo đường này lên đi thư viện để mua sách, ngày mai đi học. Vừa lo bò vừa nặng thật đó. Ở trên này có bên này hoa đẹp vậy. Bên này có nhiều nhãn nữa, còn bên này sẽ đi theo cái chỗ tháng này đi lên. Đây là cửa hàng tiền lời. Đây là phần bán nha, ký túc xá. Đây là sảnh cửa nha. Bọn mình ra trường. Với chúng mình cứ đưa nha. Quay tên đi để đến nha các bạn. Lên cái gì đó. Như nặng nghề án này. Ừ mà đi hai tình thôi. Đi xuống nhìn đi, có cái cầu đẹp không? Cảm ơn ngọc tất cả câu cái trong những bánh phát chúng ta làm quá nhiều vậy mua thuẫn được cái tăng lợi mua đi mua hè tăng lại trong cái gì là quái đấy mua thuẫn hóa hai bên đường chẳng tính không nó cần hoang đăng mua thuẫn em chúng ta đi chơi gì có bạn đâu đấy là cái đường đã đi xuống hình đường đi vòng thẳng đấy sẽ đi theo cái bản đồ này. Không, nhưng mà đấy là trường đại học mà. Đấy là ký túc xá của anh chị đến trường nha. Học xong xem. Một. Đấy là đường ra ký túc xá của anh chị. Thư viện nhưng mà tụi mình lại cho vào đọc được. Mọi người đứng trên lạc đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để qua chùa, trời bóng rầu và ngôi giày áo anh em ạ. Ở bên đây điểm xe bị nhiễu ấy. Đây
là biểu điện nha. Để qua chỗ ngồi tâm sự hàn huyên mỗi buổi tối. Đây có được mặt đây là hiệu thuộc của tôi, trung tâm y tế healthcare center. Đây này, với xe Kutupastet này là chỗ mình ngồi múa đồ ra ủng hảo ngồi nói chuyện nhá. Đâu xá kia là cái gì cũng được, mở đấy cũng được. Ở đây có rất nhiều tòa nhà, có thể các bạn sẽ đi lạc. Đấy là học xong sẽ học xong qua à đấy đâu. Đúng không vậy? Để các bạn cho sướng đi. Để có bạn được như là cho sướng. Đấy nhá, đấy là nơi bạn cho sướng. Bây giờ sẽ đi về ký túc xá của bọn mình. À, trước khi về ký túc xá thì bọn mình sẽ vô mắc kịp của tôi. Lo bò bí lại thì chỗ nấu ăn tập trung vậy là hồi tù gặp nhân tài. Đấy bọn mình sẽ vô giặt xong heo hoàn quay là cửa hàng tiền lời của trường. Con nọ vẫn nên đi học không nghỉ. Có nhiều cửa hàng ăn. Còn là như là đâu nhá. Nhiều hơi thịt. Nhỏ thôi nhưng mà rất là tiền lời. Bây giờ bọn mình sẽ mua mấy cái đồ cần thiết. Các bạn đã mình, bọn mình đã mua xong. khá nhiều đồ nhá. Khoảng hết mấy chị nghìn. Khoảng mấy 19.000 là khoảng 700.000 Việt Nam. Bây giờ sẽ đi về ký túc xá. Đây là đường đi về ký túc xá. Đó là ký túc xá, ký túc xá của bọn mình vậy quán. Nó có ai quay cả đâu, quá á. Có khách tới. Ở từng hai nó sẽ đi bộ. Có tắm thì đây là phòng mình nha. Đây là nhà ấm, nhà ấm chung. Nhà ấm khá thoáng đãng và sạch sẽ nhưng mà không được nấu đâu. Chỉ ngồi ấm thôi. Mua đồ ăn hoặc là nấu ăn thôi, bỏ đồ ăn của rất nhiều. Một tay nhưng mà rất là nhiều đồ ăn. Khá là nhiều. Còn cái này là thịt cả các kiểu. Bỏ đồ đóng. Đấy là lo vi sóng. Đấy là nơi rửa đòi linh. Đấy là cái này là cái đẹp nước nóng. Ai can không mấy cực kìa. Cái này nước lòng để uống. Lo vi sóng này thì không được dùng với nước lòng như này nhé. Và bọn mình lượng tinh giá trong này. Bây giờ là ngồi đầy. Còn khi ngồi đầy thì mình sẽ đi với các bạn khung cảnh phía sau. Phía sau này là có khu vực xã của con trái nha.
của con gái nhé. Ở đây có chỗ để cả cặp đôi hẹn hò này, quá xinh hò. Kỹ thuật xã đi rất là nhiều điều hòa, phòng nào có phòng điều hòa riêng của phòng này. Trình hành trình ngủ người của bọn mình, để cà ri nữa, thơm ngon lành lắm nhé các bạn, nóng nóng nóng. Khui chụp đi. Đây. Mời các bạn ăn pizza nhé. Pizza Hàn Quốc. Không biết có ngon hơn. Làm đi. Thấy mình từng bị lấy cái cậy này ra. Nó kiểu như thế. Ở đúng không? Ừ. Khi chiếc pizza Hàn Quốc đầu tiên có trị giá là 2.500 won. Cắt thứ ba là bằng lại pizza đi. Nhưng chú chú đi. Mời mọi người ăn nha. Mình kết thúc video đấy.